Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng vấn đề nhà ở cho công nhân, người lao động là vấn đề chính đáng cần giải quyết, đáp ứng nguyện vọng nhu cầu chính đáng của người dân hội nghị lần này là dịp để đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở cho công nhân thời gian qua đồng thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắt riêng thành phố đà nẵng đã đang triển khai nhiều chương trình đề án kế hoạch phát triển nhà ở xã hội quan tâm bố trí vốn ngân sách thành phố để đầu tư nhà ở bố trí thuê cho đối tượng gia đình có công với cách mạng đề xuất với trung ương để đầu tư các dự án ký túc xá sinh viên tập trung kêu gọi nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội tuy nhiên cơ chế chính sách về nhà ở xã hội liên tục có sự thay đổi nhiều nội dung chưa có quy định cụ thể gây khó khăn trong công tác phát triển đầu tư xây dựng còn nhiều bất cập từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và công tác xét duyệt tại hội nghị các đại biểu kiến nghị thay đổi rút ngắn về thủ tục hành chính giữ nguyên các cơ chế ưu đãi hỗ trợ chủ đầu tư dự án mở rộng đối tượng xét duyệt đối tượng công nhân khu công nghiệp được thuê nhà ở xã hội bỏ điều kiện về cư trú giảm trình tự thủ tục xét duyệt bố trí thuê